Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ai hưởng lợi nhiều nhất trong hiệp định RCEP. 10 thành viên của ASEAN cùng 5 nước đã ký hiệp định thương mại tự do quy mô lớn hứa hẹn tăng tốc kinh tế sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực viết tắt là RCEP được ký kết theo hình thức trực tuyến sau 8 năm đàm phán. Màn hình trực tiếp truyền hình buổi lễ ký kết hiệp định RCEP vào hôm 15 tháng 11 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội. RCEP bao gồm 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt là ASEAN, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Tôi tin tưởng hiệp định này sẽ sớm được các nước phê chuẩn và đưa vào thực thi, góp phần đưa vào phục hồi kinh tế sau đại dịch và góp phần phát triển các nước thành viên trong thời gian tới. Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy. Các thành viên chiếm gần 1/3 dân số thế giới và chiếm 29% GDP toàn cầu. Khu thương mại tự do mới sẽ lớn hơn cả hiệp định Hoa Kỳ, Mexico, Canada và Liên minh châu Âu. Ấn Độ cũng đã từng đàm phán nhưng đã rút vào năm ngoái do lo ngại rằng mức thuế thấp hơn có thể gây tổn hại cho các nhà sản xuất trong nước. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc hiện nay đã lên tới khoảng 50 tỷ đô la trong năm tài chính 2019. Mặt khác, Trung Quốc được cho là đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình bằng cách dẫn đầu việc tạo ra khuôn khổ thương mại đa phương trong bối cảnh rạn nứt ngày càng lớn với Hoa Kỳ. Chính phủ cũng Trung Quốc cho biết thương mại với các nước ASEAN từ tháng 1 đến tháng 10 đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 540 tỷ đô la, đưa ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh. RCEP được ký kết, Trung Quốc nói Hoa Kỳ không thể phá bĩnh. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói về thắng lợi mậu dịch trong khi tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Mỹ không thể phá bĩnh điều này. Và hiệp định này được xem là nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Đây là hình ảnh biểu đồ mô tả độ phủ của hiệp định RCEP so với các hiệp định thương mại lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm hiệp định ASEAN và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 11 nước sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP vào năm 2017. Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, việc RCEP được ký kết sau 8 năm đàm phán mang lại tia hy vọng giữa đám mây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói như thế. Về lâu dài, ông Lý mô tả thỏa thuận này là một chiến thắng của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. Trong bài phân tích của mình trên trang Hoàn Cầu Thời báo, giáo sư Thành Hán Bình thuộc Đại học Nam Kinh đã đặt câu hỏi: Hoa Kỳ rất có thể sẽ dùng mọi cách, kể cả đối đầu, thù địch và các chiến dịch bôi nhọ để can thiệp vào hoạt động của RCEP. Và RCEP dự kiến sẽ loại bỏ một loạt các thuế nhập khẩu trong vòng 20 năm. Hiệp định này cũng bao gồm các điều khoản về sở hữu trí tuệ, viễn thông, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử và các dịch vụ chuyên nghiệp. Nhiều quốc gia thành viên đã có các hiệp định thương mại tự do FTA với nhau nhưng vẫn còn có những hạn chế. Các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng toàn cầu có thể đối mặt với thuế quan ngay cả trong một FTA vì sản phẩm của họ chứa các thành phẩm được sản xuất ở nơi khác. Ví dụ, một sản phẩm được sản xuất tại Indonesia có chứa các linh kiện của Úc có thể phải đối mặt với thuế quan ở những nơi khác trong khu vực thương mại tự do ASEAN. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Úc Scott Morrison bên trái và Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Brickman tại lễ ký kết RCEP vào ngày 15 tháng 11. Theo RCEP, các linh kiện từ bất kỳ quốc gia thành viên nào sẽ được đối xử bình đẳng. Điều này có thể mang lại cho các công ty ở các quốc gia RCEP động lực để tìm kiếm nhà cung cấp trong khu vực thương mại của khối này. Mặc dù RCEP là một sáng kiến của ASEAN, hiệp định được nhiều người coi là một giải pháp thay thế hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được Trung Quốc hậu thuẫn. TPP không có Trung Quốc tham gia nhưng bao gồm nhiều quốc gia châu Á, 12 quốc gia thành viên đã ký TPP vào năm 2016 trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi vào năm 2017. Các thành viên còn lại tiếp tục hình thành Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương với 11 thành viên. RCEP tập hợp các quốc gia thường có mối quan hệ ngoại giao bị trục trặc, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản. Cả Úc và Trung Quốc đều ký thỏa thuận này, bất chấp các báo cáo cho rằng Trung Quốc có thể tẩy chay một số mặt hàng nhập khẩu của Úc vì nhiều khác biệt chính trị. Và hiện nay, với số phiếu cao hơn hẳn thì Tổng thống đắc cử Biden đã nói tương đối ít về việc liệu chính sách thương mại của ông sẽ thay đổi đáng kể hay liệu ông sẽ xem xét lại các tham gia TPP hay không.
Đây là hình ảnh về phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký kết RCEP trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 15 tháng 11. Và ai mới là người được hưởng lợi nhiều nhất trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực này? Đó là câu hỏi quan trọng và cũng là tiêu đề bài viết của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Ông đã chia sẻ như sau. Có không ít người đã vội mừng vì thị trường 2,2 tỷ dân với GDP khoảng 26.200 tỷ đô la sẽ mở ra một chân trời mới. Có người vội còn đánh giá rằng đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới hoặc là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới không chỉ đơn thuần xác định bởi hai tiêu chuẩn là dân số và tổng GDP. Chất lượng của thị trường mới là tiêu chuẩn áp đảo. Mở ra một cái chợ, quan trọng nhất là ai đến chợ và chợ bán gì. Và tại sao Ấn Độ rời bỏ RCEP, câu hỏi cũng được đặt ra. Mùng 4 tháng 11 năm 2019, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ, Hội nghị Thượng đỉnh RCEP diễn ra Bangkok, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã chính thức tuyên bố Ấn Độ rút khỏi RCEP. Nguyên nhân thì không chỉ một, nhưng nguyên nhân chính là Trung Quốc. Không phải là Trung Quốc lấn chiếm biên giới của Ấn Độ, mà là Ấn Độ sẽ trở thành miếng mồi thị trường của Trung Quốc. Là bởi vì khi gia nhập RCEP thì hàng hóa của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường Ấn Độ mà hàng hóa của Ấn Độ không thể xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Ấn Độ không phải là quốc gia có công nghệ cao như Nhật Bản để Trung Quốc mở cửa mong muốn làm ăn, copy làm nhái, ít nhất là trong thời gian đầu, sau đó rũ bỏ và đóng cửa mặt hàng công nghệ cao đã bị nội địa hóa. Nhật Bản ý thức được điều đó, nhưng Nhật Bản sẽ có công nghệ mới mà Trung Quốc có thể thèm muốn để tiếp tục hé cửa cho vào, nhưng Ấn Độ thì không. Còn nữa, là ngoài mặt thì tuân thủ hiệp ước tự do thương mại, nhưng ngầm bên trong Trung Quốc sẽ tìm cách cản trở và hàng hóa Ấn Độ sẽ rất khó khăn thâm nhập thị trường Trung Quốc. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ Modi. Thương mại tự do là để đi bán hàng hóa của mình sang nước khác. Nay hàng hóa của mình không sang được thị trường của người, mà hàng hóa của người lại tràn ngập thị trường của mình, thì tham gia thị trường tự do để làm gì? Đó chính là nguyên nhân số 1 làm cho Ấn Độ phải rút khỏi RCEP. Một nước lớn với dân số sắp vượt Trung Quốc, mà Ấn Độ còn sợ Trung Quốc nuốt chửng, thì các nước bé như Việt Nam chẳng thấm vào đâu. Có người sẽ bảo vệ rằng điều đó không thể xảy ra vì hiệp định song phẳng cho tất cả các bên ký kết. Thế là quên mất lý lẽ của kẻ mạnh, quên mất đường chữ U. Và đối với Việt Nam thì EVFTA có lợi hơn RCEP. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Câu tục ngữ của cha ông dạy thật quá đúng cho chúng ta tham gia bàn cờ thế giới. Chẳng có RCEP thì Việt Nam cũng đã bị Trung Quốc đàn áp thị trường rồi. Nhập siêu từ Trung Quốc năm sau lớn hơn năm trước với mức độ rợn người. Vào năm 2019, nhập siêu từ Trung Quốc tăng 40,1% so với năm 2018 và đạt con số 33,8 tỷ đô la. Đó là chưa nói hàng buôn lậu qua biên giới. Càng chưa nói đến hàng hóa Trung Quốc dán mác hàng Việt Nam tại thị trường Việt Nam, cũng như xuất sang Mỹ và các nước khác. Nếu tính đủ, con số sẽ không dưới 50 tỷ đô. Việc ra đời RCEP không nghi ngờ gì nữa, thị trường Việt Nam càng bị Trung Quốc thâu tóm. Và đồng với Việt Nam với Nhật Bản và Hàn Quốc, để từ đó kết luận rằng Nhật Bản và Hàn Quốc thấy lợi ích của RCEP nên đã tham gia. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định EVFTA tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Như đã đề cập trong phần Ấn Độ ở trên, Nhật Bản và Hàn Quốc có công nghệ tân tiến để đối trọng với Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải chấp nhận chia sẻ thị trường. Việt Nam không có vị thế như Nhật Bản và Hàn Quốc. Việt Nam phải chú trọng vào thị trường châu Âu. EVFTA là rất quan trọng và rất có lợi cho Việt Nam. Năng lực xuất khẩu của Việt Nam còn hạn chế. Thay vì dàn trải, phải dồn chủ lực cho thị trường chính. Với EVFTA, Việt Nam học được công nghệ và đáp ứng được chuẩn mực châu Âu. Tự Việt Nam bước lên đẳng cấp mới, gần đèn thì dạng. Thị trường 2 tỷ 200 triệu dân tuy là rất lớn, nhưng không phải để cho Việt Nam. Ví dụ, ngụ ngôn sau đây sẽ phần nào giải thích được lý do vì sao. Con hổ dụ các con báo, cáo, mèo, mỗi con mang một miếng mồi đến để góp ăn chung. Con mèo nghĩ đến miếng thịt to của con hổ nên mang mồi của mình đến. Nhưng con mèo không biết rằng con hổ đánh đổi tất cả để giành lấy toàn bộ các miếng mồi. Con hổ Benga của Ấn Độ còn đã phải tháo chạy khỏi RCEP thì xin đừng quá lạc quan. Thị trường 500 triệu dân của EVFTA mới là điều thực tế. Lại tự răng bằng thuật ngữ của cha ông câu nói như sau, ngày lắm mối, tối nằm không. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu
đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bản tin Ai hưởng lợi nhiều nhất trong hiệp định RCEP. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.